Các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta đã đi qua được cái những cái phần mà phần về thiết kế những cái trang trang trong của trang web rồi. Hôm nay thì chúng ta đến một cái phần đó là chúng ta bắt đầu làm cái demo để dành cho khách hàng xem. Thì cái demo này nó rất là đơn giản thôi, đó là khi mà bạn tạo ra cái đường link cho nó, tạo đường link cho nó để khi chúng ta kích vào nó giống như trang web thật, để khi mà đưa cho khách hàng người ta có cảm giác là vậy tôi hình dung cái trang web ra sao và lộ trình ấn ra vào nó sẽ ra sao, chứ không phải đây là HTML CSS chuẩn xác. Các bạn hiểu cái này chưa? Cái này nó chỉ là dạng demo để cho khách hàng thôi. Vậy để muốn làm được cái điều đấy thì chúng ta phải làm điều gì? Trong khi đó mà tất cả những cái thiết kế của chúng ta có quá nhiều lưới, các bạn nhìn thấy nhiều lưới chưa? Chúng ta sẽ chọn vào view và chúng ta chọn vào kích clear. Các bạn nhìn những clear vui chưa? Đấy thì sau khi bạn chọn vào đây xong thì nó sẽ xóa toàn bộ cái lưới của bạn đi. Nhìn thấy xóa toàn bộ lưới chưa? Thì lúc này chúng ta bắt đầu thực hiện một chiêu thức như sau, đó là chúng ta sẽ khoanh vùng cái vị trí nào là vị trí chúng ta thiết kế, thì chúng ta ấn vào Ctrl R, nhìn Ctrl R chưa? Chúng ta bắt đầu tạo thức giống bằng cách chúng ta kéo đẩy. Đây, đây là phần header, nó sẽ có phần này nha. Tất nhiên có nhiều người có thể cắt riêng cái file này, file PNG thì mới làm được. Chứ còn nếu mà em làm này, cắt này nó bị dính ảnh này, các bạn hiểu nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn kéo xuống một tí nữa thì chúng ta sẽ có một cái khung ảnh. Các bạn nhìn thấy khung ảnh chưa? Thì phần này chính là phần mà tôi sẽ làm động. Có thể là phần slide, phần gì đó tùy các bạn. Tôi chỉ thay đổi một cái hình ảnh này ở đây thôi là được rồi. Đấy thì sau khi làm xong thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ, đó là công cụ vế C. Chúng ta dùng công cụ C để tạo ra miếng cắt cho nó. C đấy gọi là C số 3. Các bạn đi chọn C số 3. Sau khi tạo thước giống và tạo vào C số 3 để chúng ta cắt tự động trên thước giống đó. Nào, sau khi chọn vào C số 3 thì bạn có một cái size không vui. Các bạn tích vào đây cho tôi một cái thì tự khắc nó sẽ cắt ra. Đây là một cái ảnh 1, đây là một cái ảnh 2 và đây là một cái ảnh 3 và đây là toàn bộ cái ảnh còn lại. Các bạn hiểu cái này chưa? Đây không phải là chuẩn về mặt cắt HTML CSS, nhưng đây khi xuất ra thì người ta mới hình dung rằng đây là một trang web như thế nào. Thì sau khi bạn làm xong, bạn hãy chọn cho tôi, chọn vào file và bạn chọn vào export và chọn vào save for web. Save for web, đây. Xuất ra website. Các bạn ghi đi. Tôi dạy xong bài ngày hôm nay, bạn phải làm được đường link cho tôi. Sau đó thì buổi sau tôi sẽ dạy cho bạn về animate, đó là phần làm nhúng những cái giá trị sản phẩm chuyển động cho các bạn nhá. Xong rồi chưa? Thì tôi hy vọng rằng sau phần động đấy thì các bạn cũng làm cho tôi một vài phương án để cho nó dễ dàng hơn. Nào, chúng ta chọn là save for web. Và sau khi ấn vào save for web xong thì nó sẽ sinh ra một cái bảng cho các bạn, thì các bạn cứ thu nhỏ lại, sau đó quét qua toàn bộ giúp tôi, quét qua toàn bộ giúp tôi, nhìn quét qua toàn bộ chưa? Và ở đây nó sẽ có một cái tiêu chí ảnh của chúng ta là ảnh JPG, nhìn ảnh JPG chưa? Và phần thứ hai là cái quality của chúng ta có thể cao hay thấp tùy thuộc cái chất lượng ảnh của chúng ta. Thì khi mà bạn muốn là cái sắc nét để cho khách hàng nhìn thì chúng ta có thể đẩy lên quality là 100 để cho nó sắc nét. Và phần thứ hai là sau khi đẩy lên sắc nét thì ở đây nó sẽ lên, các bạn nhìn lên số mê chưa? Nó cao lên. Còn các bạn muốn nhẹ hơn thì bạn có thể hạ thấp xuống như này thì bạn sẽ thấy nó chỉ có 296 thôi. Các bạn hiểu cái vấn đề này chưa? Rồi, vậy thì sau khi mà đã hiểu xong thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là save lại. Và tôi sẽ để ra ngoài desktop. Đúng ạ, và tôi kéo xuống một chút xíu. Để chắc new folder đấy. Cửa sổ đây đâu này. Đây new folder đây. Và xong new folder xong thì tôi sẽ chọn thứ nhất là cái tên, các bạn nhìn cái tên chưa? Và thứ hai cái đuôi của chúng ta là gì, thì ở đây chúng ta chọn một cái đuôi, đó là HTML cùng với một cái folder ảnh. Các bạn đi chọn HTML cùng với folder ảnh. Thì sau khi mà chúng ta chọn vào cái HTML cùng với một cái folder của ảnh thì chúng ta xếp lại. Thì cái này nó sẽ được xếp cho chúng ta thành những cái phần như sau, các bạn ý nhé. Ở đây nó sẽ có một cái ảnh, nhìn nhá. Ở đây nó sẽ có một cái ảnh. Và ở đây nó sẽ có toàn bộ là một cái ảnh, thì ở đây nó chỉ có 3 ảnh thôi. Nhưng thực chất để muốn có một cái website chuẩn xác thì nó không phải 3 ảnh mà nó rất nhiều ảnh. Các bạn thấy chưa? Những cái ảnh như người ta phải được tính toán rất là kỹ, bởi vì nó sẽ tính vào dung lượng của file. Đây thì các bạn sẽ thấy là ở đây tôi có một cái file trang chủ.
nhìn không ạ? Và thứ hai là có một cái folder của ảnh, nhìn có nhìn không ạ? Và chúng ta tích giúp vào để ở đây nó sẽ có 3 phần, phần header, nhìn nhá, phần thứ hai là phần gì, ảnh sự kiện, và ảnh thứ ba là phần còn lại. Vậy để muốn làm được cái điều đấy thì chúng ta sẽ tích đúp vào cái này, các bạn nhìn này tôi đi, để tôi tích đúp vào đây, tôi tấn vào đây xem nó chạy ra sao, đúng không ạ? Và chúng ta thử mà, bởi vì khi chúng ta xuất ra thì chúng ta phải gửi cái này cho khách hàng, hoặc thậm chí là up lên hot, up lên hosting đấy, để thứ nhất là cái khách hàng người ta vào xem là à nó giống trong web thật, để chúng ta có thể trình diễn trước đã. Còn cái việc sau này thì code người ta đã lập trình sẵn rồi, thì bạn nhìn đây, đây ạ. Đấy thì sau khi nó bật lên thì cái trang chủ của chúng ta bắt đầu chạy, các bạn nhìn nó bắt đầu chạy này. Đợi tí bởi vì là chúng ta xuất ảnh đấy, thì bạn nhìn thấy trang web chưa, nó giống như trang web thật, nhìn đây giống như trang web thật không? Vậy thì cái công việc đầu tiên mà của chúng ta làm với cái trang web này đó là gì? Chúng ta phải biết là căn chỉnh cái trang web vào giữa hay không. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ ghi đi cách làm căn chỉnh vào trang web ở giữa. À, để muốn làm được cái điều này thì tôi tạm thời tôi tắt bỏ đi và tôi chuột phải, các bạn nhìn này, đây là cái biểu tượng của cốc cốc đúng không ạ? Chúng ta chuột phải chọn vào Open With và chọn vào đây Open With đây, nhìn chưa? Và cái giá trị mà chúng ta muốn lập trình được thì chúng ta phải cài một cái chương trình OD, chúng ta chọn vào D Dreamweaver và chúng ta cài cái này. Đây là cái bản rất là cũ rồi, còn các bạn bây giờ là dùng phiên bản nó là CC 2018 trong này, trong bộ Adobe nhá. Còn cái này là nó từ phiên bản 8 của tôi, Dreamweaver là cái lập trình từ ngày xưa. Đấy thì tôi dùng cái này nó dễ thì tôi cài cái này mà nó nhẹ, các bạn nhớ chưa? Còn tất nhiên các bạn nên cài bộ Adobe thì nó sẽ Dreamweaver 2018 thì nó sẽ rất chuẩn, nhìn thấy không ạ? Ok, next qua, next qua, next qua, next qua. Đấy, chạy một lúc xong thì nó sẽ xong thôi. Đấy thì các bạn có thể chắc là trên máy các bạn cũng có, bởi vì đấy là những cái máy mà đã có phần lập trình rồi. Đây ạ. Còn nếu các bạn có thì bạn có thể copy cái máy, cái bộ cài của tôi và các bạn cài vào cũng được, chả sao cả. Đấy, chạy một lúc xong. Em cứ bật máy lên tí nữa xem cho em tổng quan luôn một tí nhá. Tí tôi lại phải mời bạn ra bên ngoài tôi giải thích cho bạn một tí về cái mà chúng ta làm trong cái phần là tốt nghiệp. Đây ạ, sau khi mà làm xong thì bây giờ chúng ta tạm thời tắt đi được không ạ? Và bắt đầu chúng ta lập trình nhé, bằng cách chuột phải chọn vào đây. Để Open With thì các bạn có nhìn thấy nó có ngay ở đây không ạ? Nó sẽ mở cùng chương trình, thì khi mở đây thì nó sẽ bật một cái phần mềm cho em và nó ok thì nó tự vào. Đầu tiên tôi dùng 30 ngày. Đồng ý không ạ? Tại vì tôi cũng chưa cần vội phá khóa đâu. Đấy, bật rồi chạy vào rồi. Đây ạ. Thì các bạn nhìn này, đây là một cái ngôn ngữ lập trình của dân lập trình chúng ta thôi. Thì ở đây trong phần này chúng ta đang chọn design nên chúng ta nhìn được hình. Các bạn có nhìn được hình không ạ? Còn cái phần thứ hai là các bạn ấn vào code thì nó sẽ là chỉ có code thôi. Nhìn code chưa? Và phần thứ ba là ấn vào slip thì nó vừa có code vừa có hình. Thì trong trường này thì tôi cũng đã được biết một chút xíu là để muốn căn chỉnh cái toàn bộ cái trang ấy vào giữa đấy thì ở đây người ta sẽ có một cái chỗ chọn như sau, đó là cái thẻ table. Bạn nhìn thẻ table chưa? Thì ở đây nó có kích thước là 1020 nhân với 1999 ở sau cái dấu không này, chúng ta ấn vào gõ cách thì ở đây nó có align. Nhìn align chưa? Sau khi tôi chọn align xong thì tôi ấn vào chữ center xong thì tự khắc nó sẽ được cái giá trị là căn ở giữa, tôi ấn vào save as. Nhìn thấy save as chưa? Thì sau lúc này thì chúng ta chỉ cần bật cái trang chủ và chúng ta ấn F5 đúng không em? F5 này. Thì các bạn có thấy nó vào giữa chưa? Vào giữa màn hình. Đấy, rất đơn giản. Thấy chưa? Vậy thì chúng ta đã lập trình được xong cái giá trị đầu tiên. Nhưng cái giá trị số 2 nó bảo là ôi anh Khánh, em không muốn là cái back ra ngoài này nó là màu trắng đâu, nó phải là màu ghi hoặc là màu tối gì đó, mà thậm chí là màu xanh đậm này như này thì sao? Đúng không? Vậy thì ở đây lúc này chúng ta sẽ kiểm định lại một tí xíu là chúng ta sẽ bật lên đây. Tôi muốn chọn y ngắn. Tôi chọn cái màu rất đậm, nhìn màu rất đậm nhá. Tôi tích đúp vào đó và tôi copy mã màu. Nhưng mã màu cho này chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ có phương thức ở phần Dreamweaver, đó là gì? Cách thay đổi mã màu cho toàn trang. Các bạn đi đi cách thay đổi mã màu cho toàn trang. Cái này rất là đơn giản. Tôi phải dân lập trình siêu đâu các bạn nhớ nhá. Tôi dạy xong phần này, họ dạy cho bạn Linh xong là bắt đầu buổi sau tôi sẽ dạy phần làm phần động rồi. Là những cái banner động trên website đấy em biết phần động đấy không ạ? Đấy tôi dạy phần đấy để cho bạn xuất file phim như nào nhỉ.
cho 10 thằng kia đến xem lâu dài nhá, rồi sau đến tôi dạy phần động đấy, nên là ông chịu không đi vào cái ngày thứ mấy nhỉ, thứ 2, thứ 6 nhá, đừng bỏ. Nhưng mà em đi được nhỉ? À, được, tôi cho ông. Bởi vì có tí lâu dài nhá. Nào, xong chưa? Thì lúc này sau khi mình làm xong thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là cái ở đây nó có một cái body background color. Thì các bạn có nhìn thấy dấu thăng và dấu FF không ạ? Thì lúc này anh chỉ cần chọn qua cái giá trị này. Đây ạ. À, chúng ta chỉ cần bỏ cái dấu F này đi. Nhìn chưa? Và chúng ta paste vào cái mã màu của chúng ta. Nhìn mã màu chỗ này chưa? Đấy, và sau đó save S lại thì bạn yên tâm một điều rằng bạn quay trở lại F5 thì lúc này chúng ta có một cái background trên toàn trang là toàn bộ màu, có nhìn màu đậm không ạ? Đấy thôi, đấy cái công việc của tôi đầu tiên nó chỉ đơn giản như vậy thôi, đã làm xong một trang web vậy thì các bạn có thấy là khi làm trang web xong thì các bạn có thấy là đưa cho khách hàng người ta sẽ rất ok không ạ? Chứ không phải là ơi em xuất là ảnh cho anh xem không, ảnh đến lúc khi người ta bật nên nó không to đúng bằng một trang web nên người ta sẽ rất là khó tưởng tượng, mọi người hiểu cái này chưa? Vậy thì cái phần đầu tiên chúng ta làm như thế đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ học về cách ninh trang. Cách ninh trang, các bạn nhìn đi, cách ninh trang. Để muốn ninh trang được điều đó thì tôi sẽ bật trang số 2, đó là trang về giới thiệu. Tôi thích đúng vào đây. Đây ạ. Các bạn có nhìn thấy trang giới thiệu của tôi không? Thì riêng với trang giới thiệu thì tôi thực ra là hồi xưa là khi mà làm cho khách hàng ấy, đối với khách hàng nhiều tiền ấy, tôi phải đầu tư rất kỹ. Có nghĩa tôi phải làm riêng cái banner của giới thiệu, nó phải chuyển động cơ. Có nghĩa là hồi xưa cứ phải làm cái banner nó động, slide, nó chạy phải đẹp, bắt mắt thì bắt đầu tôi mới chốt được khách hàng. Nhưng lúc này tôi chỉ cần làm bên ngoài trang chủ thôi, còn trang trong tôi không cần làm nên tôi xuất trực tiếp luôn mà không cần phải cắt. Riêng đối với trang trong tôi xuất trực tiếp bằng em làm đồ án em cũng lấy mà. Làm đồ án em chỉ cần trình bày như này để tốt nghiệp cái phần mà khóa về design web của em là ok lắm rồi. Tôi thấy là hợp lý rồi, chứ bây giờ học code đầu đầu hết, thằng nào học code chưa? Chọn là file, chúng ta chọn vào export và chúng ta chọn vào đây ạ. Save for web. Nhớ nha, buổi sau tôi sẽ dạy phần động nên là đồng chí nào đi thì tôi dạy phần đấy, còn đồng chí nào không đi tôi nghỉ. Bởi vì web đến đây thì các bạn phải tự làm với các trang liên hệ với nhau, sau đó thì cuối cùng là tôi chỉ là người chỉnh thôi nha. Xong chưa? Nào, lúc này chúng ta chọn vào save for web. Sau khi save for web xong thì ở đây tôi sẽ đặt một cái giá trị đó là ảnh JPG và tôi chọn vào YP69 rồi save lại. Và lúc này có phải là ở đây nó có trang giới thiệu không ạ? Và nó cũng có chung cái folder không ạ? Xong chưa? Nào, sau khi làm xong chúng ta xếp vào. Thì lúc này ở đây tôi sẽ có một cái giá trị cho các bạn. Đây ạ, nó tự chạy. Và lúc này chúng ta kết thúc phần new folder ra thì ở đây nó có trang giới thiệu chưa? Và chúng ta bật trang giới thiệu lên thì thử xem thế nào. À, nó cũng bị lệch. Các bạn nhìn bị lệch chưa? Vậy cái thằng này nó lập trình kiểu gì để nó vào giữa đây? Thì ở đây tôi sẽ lập trình như dạng trang số 2 là trang không cắt mà dùng nguyên trực tiếp bằng ảnh. Có phải vừa rồi tôi có cắt ra đâu, đúng không ạ? Em có để ý không ạ? Thì lúc này tôi chuột phải, tôi chọn vào Open With và tôi chọn vào Dreamweaver. Cách lập trình cho trang không cắt RAM, chỉ cắt vào giữa thôi. Đây, tôi chọn vào Dreamweaver. Thì sau khi Dreamweaver xong thì bật lên thì các bạn có thấy rằng ở đây là chính là trang giới thiệu không ạ? Thì đối với cái Dreamweaver 8 này nó rất là đơn giản để cắt một đối tượng vào giữa bằng cách là tôi tích thẳng ở nó. Nhìn thấy không? Và đây nó có chữ, em nhìn chỗ này chưa? Online Center. Nó có sẵn rồi. Nào, xong chưa? Bắt đầu ấn nhá. Google đi làm chưa? Đi làm chưa? Làm ở nhà tự do. Tự do làm nhá. À. Hay. Hôm nào có gì ra ra chào hàng tôi cái. Bắt vào đây, em nhìn thấy vào giữa chưa? Nhìn vào giữa chưa? Sau đó em có thấy cái background của chúng ta là cần có gì không? Có phải là cái chỗ này không ạ? Đúng chưa em? Thì chúng ta chỉ cần là thay đổi cái mã màu đúng không ạ em? Mã màu của chúng ta là trang trang đây đúng không? Chúng ta copy cái mã màu từ trang gì? Trang chủ sang Ctrl C, nhìn đúng không ạ? Mã màu trang chủ đây, xong rồi sang trang giới thiệu thì tôi ấn vào đây là xong rồi. Ctrl V và save S lại.
thì lúc này bạn yên tâm một điều rằng bạn bật trang web F5 lại, lúc này nó sẽ là ui thôi nhầm chết thật. Đây chúng ta quay trở lại lập trình đây, nó bị thừa một đống này ra này, các bạn nhìn thấy chưa, tên chuẩn em. Sau đó thì tôi sẽ F5 lại là xong rồi, F5 có đúng này không ạ? Vậy thì chúng ta đã tạo ra hai trang như bình thường đúng không? Nhưng quan trọng nhất bây giờ chúng ta làm nào để trang chủ mà link sang trang đó là trang giới thiệu đúng không? Tôi tích vào trang liên giới thiệu thì nó sẽ phải sang trang giới thiệu đúng không? Thì các bạn nhìn vào đây, đây ạ. Nào để muốn link sang trang giới thiệu chúng ta sẽ làm thao tác. Đầu tiên chúng ta quay về trang chủ và trở về phần design. Thì lúc này nó có một cái biểu tượng khá là hay là khi em tích vào cái phần ảnh của nó thì nó xuất hiện cái biểu tượng. Em nhìn thấy cái chỗ này chưa? Nó sẽ có những cái ô để chúng ta vẽ những cái nút theo hình dạng, hình tròn, hình vuông, hình zig zag. Thì chúng ta chọn hình vuông và chúng ta có thể quét qua giới thiệu, ví dụ về chúng tôi chẳng hạn. Các bạn nhìn về chúng tôi chưa? Chúng ta quét qua về chúng tôi. Nhìn về chúng tôi chưa? Và sau khi quét xong thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái chữ Brow cho các em ở dưới. Thì em tích vào đây cho tôi. Và lúc này chúng ta chọn đến phần gì? Giới thiệu. Tôi sẽ chọn desktop, tôi chọn vào new folder. Trong phần new folder thì tôi sẽ làm sao tôi kéo xuống một tí xíu. Đây ạ. Ấn vào trang giới thiệu không em? Chọn vào trang giới thiệu và ấn vào OK. Nhìn chỗ này chưa? Nó nhảy vào đây và chúng ta chỉ cần xếp S lại thôi. Thì yên tâm một điều rằng chúng ta bật sang trang chủ. F5 lại nhé em nhá. F5 lại đây. Thấy chưa? Z1 này. Bắt đầu có bàn tay. Nhìn gì có bàn tay chưa? Tích vào đây cái thì trở sang trang gì? Trang giới thiệu. Vậy chúng ta muốn làm link ngừng lại thì chúng ta phải làm cũng thao tác như thế. Chúng ta quay trở về với trang gì? Giới thiệu. Chúng ta chọn vào phần design. Chúng ta tích vào đây để bắt đầu thực hiện chiêu thức. Đây, chúng ta vẽ cái ô và trang trang chủ nó có vẻ ấn vào đây không em? Rồi, OK. Vẽ vào đây. Chuột của anh hơi bị rít. Đây. Đây các bạn nhìn này, vậy thì nó ngoài anh Khánh sẽ vẽ một cái đường như này. Chuột nó hơi bị dắt nên là nó hơi bị khó vẽ, chúng ta sẽ vẽ kỹ hơn. Đây. Rồi. Hy vọng là được. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Và sau khi vẽ xong cái này thì chúng ta sẽ thực hiện một chiêu thức này, chọn Brow và chúng này chọn vào trang chủ. OK. Và sau khi ăn trang chủ xong thì các bạn nhìn này, không được các bạn bỏ cái này đi cho tôi, bạn tìm lại. Nhìn chưa? Chúng ta kéo xuống một tí, chúng ta chọn trang chủ OK. Đấy được rồi. Nhìn chưa? Nếu trường hợp sau đó CSS này chúng ta phải kiểm tra lại nhé, bởi vì có nhiều người chọn xong nó không hiện thị. Thì sau khi làm xong thì chúng ta quay trở ra và chúng ta ấn vào đây F5 lại. Các bạn nhìn này, di qua bắt đầu nó có bàn tay, thì cái này nó trở về trang chủ và chúng ta ấn vào trang chúng tôi. Em hiểu cái này chưa? Vậy thì sau khi mà làm xong một trang web thì nó sẽ rất là dễ chịu. Các bạn hiểu không ạ? Tiếp theo tôi sẽ làm thêm một trang nữa, bắt đầu bạn thực hành cho tôi nhé. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào trang sản phẩm. Với trang sản phẩm thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ bật lên đây trang sản phẩm đây ạ. Thì cái trang sản phẩm này tôi cũng xếp trực tiếp từ một file ảnh thôi đây. Tôi dùng Ctrl Shift Alt hoặc chọn vào file, chọn vào export, chọn vào save for web. Trong phần save for web xong thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái file xuất ra và nó cũng tương tự như vậy, nó có file trang sản phẩm. Cái file này chỉ là ảnh thôi nhá, các bạn nhớ nhá.
Và sau khi làm xong tôi sẽ bấy quay về trang sản phẩm và chuột phải. Nhớ các bạn nhìn này, chuột phải chọn overview, lại chọn vào đây. Lại lập trình như bình thường. Thì nó tự nhảy vào đây rồi, em nhìn thấy nhá. Thì các công việc đầu tiên có phải là gắn vào giữa không ạ? Việc thứ hai có phải là chọn vào màu đúng không em? Đây màu đây, mã màu đây. Ctrl C sang bên này, chọn vào phần code, chọn vào phần mã màu. Ctrl V và xếp bên lại. Sau khi mà các bạn chọn lựa xong cái phần mà chi tiết của chúng ta thì bắt đầu chúng ta làm. Các bạn nhìn này, lúc này tôi lại link trở về trang chủ này. Nhìn nhá, đây có phải trang chủ không? Tôi ấn vào Brow để chọn vào trang chủ. Nhưng các em có thấy rằng là ở đây nó bị một vấn đề như sau, là tôi ở trang trang sản phẩm thì có thể link về trang liên hệ được không ạ? Hoặc là trang giới thiệu được không ạ? Phải link được đúng không? Đây ạ, tôi sẽ kéo xuống một tí xíu, tôi chọn vào trang gì? Trang đây. Nhìn chưa? CMS này. Vậy thì từ trang sản phẩm đấy có thể quay về với chúng tôi được không ạ? Vậy thì tất nhiên là tôi có 30 trang em phải link hết đúng không? Hiểu chưa? Vậy ok, tôi sẽ làm tiếp theo đến trang về chúng tôi cũng liên hệ luôn. Tôi chọn vào đây Brow, tôi chọn vào giới thiệu. Ok. Nhìn chưa? Bỏ qua cái này đi, chọn vào đây giới thiệu. Làm chưa? Xếp bên này. Và sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta kiểm định lại thôi. Nhìn nhá, F5 vào giữa chưa? Ấn vào trang chủ, nhìn nhá. Ấn vào trang về chúng tôi, ấn về trang chủ. Ấn về trang gì? Chi tiết sản phẩm đúng không? Ở chỗ này thì chi tiết sản phẩm chúng ta không ấn được đúng không? Em nhìn chưa? Vậy tôi cứ quay trở về liệt kê trang chủ một tí. Đây. Đúng này chưa? Ấn vào đây, chọn vào sản phẩm. Rồi, xem bên này. Thì lúc này bạn yên tâm một điều rằng bạn F5 lại là đã có vấn đề. Nhìn chưa? Ấn vào đây. Sang trang này chưa? Ấn vào đây sang trang này chưa? Ấn vào trang này chưa? Em thấy nó sẽ link giống như một trang web như bình thường. Hồ sơ người ta gọi là web này là gọi là web tĩnh, bởi vì không có khả năng phải thay thế nội dung. Còn web động là sau khi mà được người lập trình, người ta cắt riêng biệt ra, bắt đầu người ta thay được nội dung thì là ok. Em hiểu cái này chưa đã? Ok, bây giờ các bạn sẽ ngồi thực hành cho anh về vấn đề về link trang. Các bạn có USB không? Hoặc là có chương trình chưa? Xem có chương trình trên đấy không? Em xem chương trình có. Chương trình tập trình ấy. Có. Rồi ok. Nào các bạn nhìn này, đây là một trong chương trình người ta phục vụ cho việc làm hệ thống marketing hiện tại bây giờ, đó là làm quảng cáo động. Phục vụ chủ yếu trên website, và phần thứ hai là phục vụ cho cái phần đó là các bạn làm trên Facebook. Thì hai cái mảng này là hai cái mảng mà hiện tại đang khuyết thiếu rất nhiều đối với cái hệ thống học viên của chúng ta đang làm, đang thiếu phần quảng cáo động. Tất nhiên chúng ta có phải là phải học sang cái phần quay dựng phim thì chúng ta mới làm được điều đó, nhưng đáng nhẽ cái phần đồ họa này chúng ta vẫn phải có. Các bạn không, bởi vì kết thúc của việc là làm bộ nhận diện văn phòng, bạn làm hệ thống quảng cáo thì nó phải xuyên suốt chứ. Và cái xu thế thời đại mới bây giờ là quảng cáo động chứ nó không phải là quảng cáo tĩnh, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn nhìn này, trong quy trình đấy thì tôi sẽ tạo ra một cái khổ giấy mới cho bạn bằng file và Ctrl N. Ctrl N chính là tạo khổ giấy. Các bạn ghi cho tôi nó là tạo khổ giấy cho tôi các. Thì trong quy trình mà khi tạo khổ giấy này thì các bạn để ý một tí, đó là ở đây nó sẽ có cái kích thước cho các bạn lựa chọn. Nhìn thấy không? Kích thước này. Đây nó sẽ có kích thước. Thì cái kích thước này nó tương ứng với cái giá trị là bạn đòi hỏi của một cái người khách. Người ta bảo là em làm cho anh một cái quảng cáo banner động chẳng hạn, thì em phải hỏi người ta là anh ơi, vậy thì cái kích thước banner của anh là kích thước bao nhiêu, chứ không phải mình tự làm áng áng được, như vậy nó sai, các bạn nhớ nhé. Thì lúc này tôi sẽ gõ vào đây, tôi có thể là ghi là 1200 nhân với 628 chẳng hạn. Thì cái này tương ứng với một cái giá trị, đó là một cái banner dành cho Facebook theo chiều ngang. Còn chiều dọc thì em chỉ là đảo ngược hai vị trí này cho nhau là được rồi. Và tiếp theo nữa thì ở đây nó sẽ có một cái số là số frame rate, là cái giá trị là cái chuyển động giống như hai từ hình trên giây đấy. Hồi xưa em có thấy là hai từ hình trên giây thì nó chuyển động rất mượt mà không ạ? 12 hình trên giây, 24 hình trên giây. Vậy thì nếu mà em có 24 hình thì cái chuyển động của em nó sẽ đẹp hơn. Hiểu cái này chưa?
Và cái này vốn dĩ khi sinh ra nó sẽ mặc định cho em là những cái giá trị tốt nhất rồi, nên em chọn cho tôi là 2 tiền trên giây. Và cái background đầu tiên nó chính là background màu trắng. Em có thể thêm một cái màu xanh đỏ tím vàng tùy em, nhưng tôi chọn màu trắng trước để cho nó cơ bản đã. Sau đó bạn ấn OK thì ở đây nó có, các bạn nhìn chưa, Ctrl trừ là thu nhỏ và Ctrl cộng là phóng to. Các bạn có thể ghi lệnh. Ctrl trừ là thu nhỏ và Ctrl cộng là phóng to. Nào, sau khi tổng quan được toàn bộ tất cả những đối tượng như vừa rồi thì ở đây nó có mấy cái vị trí cần lưu ý trong cái phần làm quảng cáo rộng này. Thứ nhất là cái thanh công cụ, các bạn nhìn thanh công cụ chỗ này nhé. Tôi kéo từ bên tay phải sang bên tay trái. Đó, nhìn chưa? Phần thứ hai, cái cửa sổ để hiển thị những cái chuyển động của bạn nằm ở đây. Và cái phần thứ ba quan trọng là đó là phần timeline. Phần timeline chính là phần quản lý về mặt thời gian. Thì phần này giống như After Effects thì bạn cũng phải quản lý cái này. À, đúng rồi, nhưng mà nó không chuyên nghiệp thằng này được. Thằng này nó chuyên nghiệp hơn Photoshop nhiều. Photoshop gọi là ở trường độ sơ cấp, Animate để trình độ cao đẳng, còn After Effects để trình độ đại học. Nó phân tầng rất rõ ràng rồi. Em làm được cái này sẽ rất tốt. Và tất nhiên những cái tính năng vẽ thì người ta không vẽ trực tiếp trên Animate, mà người ta vẽ có thể là qua Photoshop hoặc là qua InLoop thì nó là chuyên nghiệp hơn. Các bạn hiểu cái này chưa? Cái này nó chỉ phục vụ cho việc làm động thôi nha. Còn bên tay phải là các thuộc tính để các bạn điều chỉnh. Thì giá trị đầu tiên các bạn nhìn này, các bạn nhìn lên để ý thanh timeline chưa? Chỗ này là không có biểu tượng này. Các bạn nhìn chỗ này không có biểu tượng chưa? Cái này không có biểu tượng nhá. Nếu chúng ta mà vẽ một hình ra thì ngay tức nó sẽ là chấm gì? Chấm màu gì? Màu đen nhé. Ctrl Z này không có màu gì đúng không? Tôi vẽ ra phát này thành màu gì? Màu đen đúng không? Nhìn nhá. Đầu tiên không có biểu tượng gì ở trên layer 1, tôi vẽ ra phát thì tự nhiên nó thành chấm đen. Nó báo hiệu cho bạn biết là ở mốc thời gian số 1 đã có một đối tượng rồi. Có hiểu không ạ? Ok. Nào các bạn đi, các bạn có thể ghi bất cứ một đối tượng nào tùy các bạn. Lúc này tôi sẽ chọn đó là hình tròn. Nhìn chọn hình tròn chưa? Và sau khi mà các bạn hình tròn, bạn nhớ một điều rằng cái hình tròn này nó có thể là cái gì. Đây chúng ta học theo kiểu tư duy, chứ không phải là cái gì chúng ta cũng vẽ ra. Ví dụ cái hình tròn này có thể là logo được không em? Em đồng ý tôi là cái hình tròn này có thể là logo không ạ? Vậy cái hình tròn này có thể là chữ được không? Và cái hình tròn này có thể là cái ảnh sản phẩm được không? Thì chúng ta phải tư duy là một cái chúng ta vẽ ra phải gồm có 4 thuộc tính như vậy. Thì sau này em sẽ tự làm tất cả những phần còn lại rất đơn giản. Hiểu không? Nào vậy thì ở thanh timeline đầu tiên thì bạn có chấm một số 1 là vị trí số 1 rồi. Mà nguyên tắc của chuyển động, các bạn có đồng ý với tôi bao giờ phải có 2 mốc thời gian không ạ? Và phải có 2 sự kiện xảy ra em thời gian đấy. Ví dụ tôi đang ở dây số 1 tôi đặt tay nhảy, nhưng dây số 2 tôi giơ tay nhảy thì có phải là dây số 1 tôi nằm đây và dây số 2 như nhảy không ạ? Vậy thì có phải ở 2 mốc thời gian nó có 2 sự kiện khác nhau ạ? Em có thể ghi đó là về mốc thời gian. Để muốn tạo ra một chuyển động gồm phải có 2 mốc thời gian và phải có 2 sự kiện xảy ra trên 2 thời gian đó. Nào, vậy thì bây giờ các bạn có đồng ý với tôi là lúc này tôi đang chỉ có được một gì? Một điểm và một mốc thời gian đúng không ạ? Tôi muốn tạo ra mốc thời gian số 2 thì tôi chọn vào giá trị số 2 bằng công cụ như sau. Tôi chọn vào số 30, bạn nhìn chọn số 30 chưa? Để đánh dấu một cái mốc thời gian này bằng cách như sau thì tôi chuột phải chọn vào nó là Insert Keyframe. Insert Keyframe là đánh dấu một mốc thời gian số 2, hay tương ứng với công cụ là F6. Insert keyframe là tạo ra mốc thời gian số 2. Và các bạn cũng cần lưu ý một tí là để muốn cho chúng ta chuyển động nhanh hay là chậm thì chúng ta chọn một mốc thời gian của nó ngắn hay là dài. Nếu chúng ta chọn dài thì nó chuyển động chậm, còn chọn cái mốc thời gian nó ngắn thì nó sẽ chuyển động nhanh. Đấy thế thôi, nó chuyển rất đơn giản. Và cái này nó sẽ rút ra từ kinh nghiệm các bạn làm xem những cái quảng cáo. Ví dụ khi một logo chuyển động chạy ra thì nó phải cực kỳ nhanh, nên chính vậy tôi sẽ có thể chọn là từ 1 đến 15 thôi. Ví dụ thế. Hiểu cái này chưa? Và tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào Insert Keyframe để tự tạo ra một chấm số 2. Nhìn chọn chấm số 2 chưa? Thì lúc này tôi có 2 mốc thời gian, nhưng sự kiện ở mốc 2 mốc thời gian giống nhau. Nên khi chúng ta ấn vào Ctrl Enter
can cho tên là review xem là cái sản phẩm chúng ta chuyển động như nào, thì các bạn sẽ thấy là chỉ có một cái biểu tượng chấm ở chỗ này thôi. Nhìn này đúng không ạ? Nó không có chuyển động không em? Vậy để muốn làm chuyển động từ đối tượng A đến chạy đến đối tượng B, chỉ chúng ta phải kết nối cái vị trí mốc thời gian số 1 rồi thời gian số 2 bằng cách chuột phải chọn vào class sequence. Các bạn ghi đi, cách kết nối hai mốc thời gian để tạo ra một chuyển động thống nhất. Để muốn tạo ra một chuyển động thống nhất, chúng ta kết nối vị trí điểm mốc thời gian số 1 đến mốc thời gian số 2 bằng cách chuột phải vào nó, chọn vào clip classic twin. Xong chưa? Đó thì các bạn lưu ý cho tôi một cái tí xíu cái này để chúng ta làm cho nó kỹ hơn. Nào ấn nhá. Thì các bạn sau khi mà tôi kết nối xong thì các bạn sẽ thấy một cái dây. Em dây nối từ một vị trí 1 vị trí 2 chưa? À vậy thì lúc này tôi ở vị trí số 2 tôi thay đổi vị trí nó được không ạ? Tại vì là chúng ta phải có hai mốc thời gian, phải có hai sự kiện xảy ra trên hai mốc thời gian đó. Thì ở mốc thời gian số 2 tôi sẽ kéo sang phải. Nhìn chưa? Vậy thì ở 1 đây. Ở 2 đây. Để muốn làm chuyển động, chúng ta ấn vào Ctrl Enter thì bạn sẽ thấy cái hình này chuyển động. Đấy thì chỉ đơn giản, nó rất là đơn giản như vậy thôi. Nhưng các bạn có thấy là lúc này chúng ta có một cái chuyển động và chuyển động đều. Có nghĩa là chuyển động đáng nghĩa là khi mà logo chạy ra, nó phải chạy rất là nhanh xong đến nó phanh kít lại. Nó thể hiện rằng tôi đang là ai. Để cho khách hàng nhanh nhìn mà em. Vậy để muốn làm điều đấy thì chúng ta sẽ điều chỉnh như sau, là cách chuyển động từ nhanh đến chậm dần. Em đi, cách tạo ra chuyển động từ nhanh đến chậm dần như sau. Đây ạ. Em sẽ tích vào điểm đầu tiên của gì? Mốc thời gian số 1. Tích vào điểm đầu tiên của mốc thời gian số 1. Nhìn này chưa? Thì sau khi tích vào đây xong thì cái bảng thuộc tính bên tay phải của bạn là bảng property, nó sẽ xuất hiện ra một cái chữ đó là ESE. Có nhìn thấy chữ ESE này cho em không ạ? Đây là cái rất là quan trọng nhá. Để muốn điều chỉnh chuyển động từ nhanh dần đến chậm dần thì các bạn sẽ tích vào điểm mốc thời gian số 1 và tích vào bảng property. Nhìn nhá. Thì đây nó có biểu tượng ESE thì cái giá trị bằng 0 được gọi là chuyển động đều. Ví dụ giống chúng ta đang làm ấy, gọi là chuyển động đều. Nếu chúng ta đẩy cái này lên 100. Bạn nhìn tôi đẩy 100 chưa? Đẩy 100 thì lúc này chúng ta ấn vào Ctrl Enter bạn sẽ thấy một điều xảy ra như này. Đấy các bạn nhìn nhá. Nó chạy phát nó dừng lại giống như phanh xe ấy. Vậy thì chúng ta có thể làm ô tô chạy đến hoặc một nhân vật chạy đến chạy riêng kít lại phát dừng lại phát tìm bắt đầu mới nói chuyện. Thì cái đấy là chúng ta tư duy về kịch bản để sau này chúng ta có thể làm được hoạt hình được. Bởi vì cái này có thể làm được hoạt hình em ạ. Đấy lại như vậy cơ. Xong chưa? Và sau khi kít vào đến đây rồi thì các bạn nhìn lên chỗ này chưa? Ok, vậy thì có phải là bây giờ tôi làm được một cái logo từ trái qua trái phải. Vậy thì tôi có thể làm logo là điểm đầu tiên chạy đây và điểm số 2 tôi chạy xuống dưới đây được không ạ? Rơi từ trên xuống dưới được không em? Vậy thì cái vấn đề là đây là ý tưởng, ý đồ của em thôi. Đúng chưa? Rồi ok, vậy thì bạn có thể thực hiện một chiêu thức nữa là tôi có thể cho chạy từ dưới lên trên được không? Vậy tôi chọn điểm dưới, tôi kéo từ dưới xuống. Tấn vào Ctrl Enter thì bạn sẽ nhìn thấy chạy lên trên. Đúng không ạ? Ok, có nhiều người chạy lên trên xong biến thành chữ sao? Thì câu chuyện đấy tính sau. Nhìn này, vậy thì tôi có thể chạy từ trái qua phải được không ạ? Đây, điểm này tôi chạy đây. Vậy thì ấn vào Ctrl Enter em sẽ nhìn đây. Có đúng không ạ? Vậy chúng ta chỉ cần thay đổi hai giá trị là đã ra cái giá trị chuyển động khác nhau rồi. Nào các bạn lưu ý nhá, trên mốc thời gian từ vị trí số 1 đến vị trí số 2, tôi muốn tạo ra những giá trị sự kiện khác nhau thì bạn sẽ tích vào đó và ấn vào F6 tiếp. Có nghĩa là tôi không muốn là chỉ chuyển động từ trái qua phải mà có thể lên trên rồi bắt đầu đi xuống dưới sao? Hiểu cái này chưa? Các bạn ghi đi lưu ý. Trên mốc thời gian số 1 đến mốc thời gian số 2, chúng ta có thể tạo ra nhiều mốc thời gian khác nhau và có thể tạo ra nhiều sự kiện khác nhau. Thì các bạn để ý vào đây. Nhìn này, vậy tôi thích được giá trị từ 1 đến giá trị số 10, tôi thích vào đây một điểm, tôi ấn vào F6. Có hiện tổng mốc thời gian ấn vào đây thì các bạn có nhìn thấy mốc thời gian số 2 chưa? Vậy tự giá trị số 2 tôi kéo xuống dưới này được không ạ? Thì các bạn nhìn thấy Ctrl Enter này. Các bạn nhìn thấy đập vào tường xong rồi nhảy lên trên chưa?
Bởi vì cái sự kiện số 3 này chính là bay từ trên xuống dưới này, các bạn nhìn này, từ chạy ra đây đến đây xong bắt đầu lên trên. Có hiểu này không ạ? Ok, vậy thì tôi có thể tạo ra 4 sự kiện được không ạ? À được chứ, ok, tôi sẽ chọn đây F6 thêm một lần nữa. Tôi kéo từ này lên trên được nhảy không ạ? Vậy Ctrl-T bạn nhìn này, đập. Vấn đề này em muốn tạo ý tưởng của em thôi. Em hiểu cái này chưa? Rồi ok, vậy thì sau khi tạo ra mốc thời gian xong thì tôi có thể xóa được nó không? Ok, các bạn ghi đi, xóa mốc thời gian như sau. Cách xóa mốc thời gian như sau, chúng ta dùng công cụ Shift F6. Ấn Shift F6 để xóa mốc thời gian. Nào, nhìn này, ấn vào đây, chúng ta ấn vào Shift F6 mất. Ấn vào đây, Shift F6 mất. Được chưa? Hiểu cái này chưa? Và Ctrl-T chúng ta sẽ thấy là chuyển động. Vậy thì hiểu cách tạo rồi thêm đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh được độ to nhỏ. Các bạn đi đi, cách chỉnh độ to nhỏ trong chuyển động. Đầu tiên mình sẽ đi rất là cơ bản thôi. Các bạn nhìn này, lúc này các bạn có thấy là điểm đầu tiên tôi thích vào đây, tôi chọn màn hình đúng không ạ? Tôi muốn thay đổi cái hình này là từ nhỏ chạy ra nó sẽ to sao, thì chúng ta ấn vào phím Q. Q chính là điều chỉnh về mặt kích thước của đối tượng hình. Q chính là điều khiển về kích thước của đối tượng hình. Và sau khi làm xong này, bạn giữ Shift, bạn kéo thu nhỏ này thì có phải nó nhỏ nhỉ không ạ? Bạn ấn vào Ctrl Enter, bạn sẽ thấy là từ nhỏ chạy đến to chưa? Hiểu cái này chưa đã? Từ nhỏ chạy đến to. Rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ xóa bỏ đi, tôi làm lại cho các bạn xem một chiêu thức nha. Tôi chọn là file, tôi chọn là Ctrl. Tôi tạo ra một khổ giấy mới, đây là khổ giấy mới đây. Thì bây giờ tôi sẽ vẽ một hình tròn ở giữa, coi như hình tròn này là logo được không ạ? Nhìn chưa? Thì logo bây giờ có phải là khi xuất hiện nó có thể là từ bên trong phi ra ngoài được không ạ? Thì tôi sẽ tạo mốc thời gian số 1, tôi tạo mốc thời gian số 2 bằng F6. Tôi chuột phải kết nối cái chuyển động với lại, được không ạ? Thì cái điểm số 1 này tôi ấn vào phím Q, tôi thu nhỏ lại. Phím 2, F6, tôi lại cho to lại. Phím 3, tôi lại cho nhỏ lại. Thì các bạn có đồng ý với tôi ấn vào Ctrl tôi thì nó sẽ đập đập như này không ạ? Bởi vì logo tôi muốn xuất hiện là đầu tiên nó khi phi ra nó phải tạo ra sự ấn tượng. Vậy thì cái điều này các bạn có thể làm ra giảm giá 30% hoặc 100% đúng không ạ? Người ta chương trình khuyến mại người ta phải làm như thế mà em. Đúng không ạ? Vậy thì sau khi mà chạy từ đây đến đây, vậy thì tôi muốn đặt giá trị này. Sau khi làm xong thì logo tôi mờ đi được không ạ? Tại vì sau khi mà xuất hiện rồi, khách hàng nhìn được rồi thì logo phải mờ đi để sản phẩm chạy ra chứ ạ. Em có công nhận không ạ? Đầu tiên tôi phải giới thiệu tôi là ai, sau đó logo xuất hiện. Logo xuất hiện nó chìm đi xong rồi sản phẩm chạy ra. Nào các bạn nhìn này, để muốn tạo đối tượng mờ đi, chúng ta bước 1 chọn vào điểm mốc thời gian. Điểm mốc thời gian. Bước 2 chọn vào hình. Có nghĩa là bước 1 em chọn vào điểm mốc thời gian nhé. Bước 2 em phải chọn vào hình này, em tích vào hình. Bước 3 chọn vào property. Bước 4 chọn vào color effect. Nhìn color effect chưa? Color effect. Và lúc này chúng ta có chữ style và chúng ta sổ xuống một tí thì ở đây có alpha. Các bạn nhìn alpha chưa? Đấy, alpha là giá trị về là opacity đấy. Thì bạn ấn vào đây thì tự khắc nó sẽ mờ đi ạ. Có hiểu này không ạ? Nhìn này, Ctrl này. Đấy, em có thấy tận cuối cùng nó sẽ bị mờ đi không ạ? Nhìn này chưa? Vậy thì với những thao tác như thế thì bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu là cách chuyển slide MVD. Đầu tiên là làm cách chuyển slide về một cái banner. Lúc này anh Khánh sẽ mở ra một cái file mới cho các bạn, đó là Ctrl-L. Tôi sẽ chọn một cái file kích thước là 550 và 400, tôi ấn OK. Cách làm slide thì cái này đã được thiết kế bên Photoshop rồi, bạn phải thiết kế khoảng 5 đến 6 cái banner khác nhau. Tôi sẽ chọn vào file và tôi chọn vào place. Đây ạ. Import và chúng ta chọn vào import.
thư viện, có nghĩa là đưa cái ảnh của chúng ta thiết kế trên file Photoshop hoặc Illustrator để trở thành thư viện. Tất nhiên đây nó chỉ là thô sơ thôi nhá, bởi vì sau này tôi sẽ làm chuyển động trực tiếp trong cái file này cơ, chứ không phải là một cái ảnh đâu ạ. Nào các bạn nhìn import vào thư viện chưa? Thì sau khi import thư viện xong thì các bạn sẽ làm cho tôi một thao tác như sau, đó là bạn chọn đến ổ e, bạn chọn đến mỹ phẩm. Cái này thiết kế thì phải đồng loạt về mặt kích thước phải giống nhau nhá. Đây ạ, chúng ta chọn vào thư viện này, chúng ta chọn vào mỹ phẩm. Và sau khi chọn mỹ phẩm xong thì tôi sẽ chọn những cái thao tác như sau, là tôi chọn vào một hình, bạn nhìn chưa, tôi chọn vào hai hình, tôi sẽ chọn vào ba hình, và tôi sẽ chọn vào bốn hình, bạn nhìn tôi chọn bốn hình chưa. Và sau khi tôi ấn open xong thì các hình ảnh đã được loát vào ở đâu thì các bạn nhìn này, sau khi đã cho hình ảnh chui vào thì hình ảnh sẽ được thực hiện ở library. Library là thư viện, nhìn không ạ? Thì cái giá trị đầu tiên tôi chưa có gì cả, tôi tích vào đây, các bạn nhìn thấy ảnh chưa? Nhìn ảnh vừa rồi tôi đưa vào chưa? Nào, bước 1 đưa ảnh vào bằng cách là mở thư viện ra và kéo thẳng trực tiếp ảnh vào. Nhìn thấy kéo thẳng trực tiếp ảnh vào chưa? Thì khi kéo ảnh vào thì các bạn có thấy nó bị to không ạ? Có bị to không ạ? Vậy thì người ta mới cần là các bạn thiết kế trên Photoshop Illustrator phải chuẩn về mặt kích thước thì cái file này nó mới nhẹ được. Đây em làm to hơn thì em phải thu nhỏ lại đúng không? Vậy thì cái dung lượng nó rất là lớn. Nên chính vậy mà trong quá trình khi thiết kế tôi khuyên các bạn là các bạn hãy thiết kế cái này rất chuẩn chỉnh, là kích thước nó bằng bao nhiêu thì bạn sẽ làm bằng bấy nhiêu như vậy. Thì lúc này sau khi đưa xong thì các bạn có thấy to chưa? Thì người ta sẽ có một lệnh trong lệnh, đó là lệnh căn chỉnh bằng công cụ Ctrl K. Ctrl K. Ctrl K chính là lệnh căn chỉnh đối tượng với khổ giấy. Ctrl K là lệnh căn chỉnh đối tượng với khổ giấy. Và trong cái phần lệnh căn chỉnh này thì các bạn sẽ xảy ra một vấn đề như sau. Đó là khi mà chúng ta nhìn ở đây, ở đây cái quan trọng nhất trong cái phần lệnh Ctrl K này chính là phần Align To. Bạn phải tích vào đây thì nó mới nhận toàn bộ hệ thống về lệnh căn chỉnh cho các bạn được. Còn nếu bạn không tích vào đây thì bạn sẽ không nhận lệnh. Đấy, đơn giản như vậy thôi, phải tích vào đây nhá. Nào xong chưa? Các bạn nhìn này, lúc này sau khi tôi tích vào đây xong thì sao? Ctrl K nhá. Tôi ấn vào Align, sau đó tôi căn, cái này gọi là căn bằng ngang thì cái ảnh nó tự căn bằng ngang. Tôi ấn vào này gọi là căn bằng dọc thì bằng dọc. Và sau khi căn bằng ngang, căn bằng dọc thì tôi sẽ căn vào giữa. Đấy thì vào giữa hình rồi, bằng đúng cái khung hình rồi. Đấy. Thì thực ra đây là nó chỉ là cái giải pháp dành cho ảnh không bằng thôi. Còn bình thường chúng ta dùng Photoshop chúng ta thiết kế đúng bằng khung hình ấy thì không bao giờ phải làm thao tác này. Chỉ cần ấn mỗi cái thao tác đó là gì? Căn vào giữa thôi. Em hiểu cái này chưa? Đây là độ lười nó cao rồi, nó không phải làm nữa. Hiểu chưa? Rồi, vậy thì các bạn có đồng ý với tôi đây là giá trị đầu tiên của một cái ảnh sản phẩm đầu tiên không ạ? Rồi, bây giờ bắt đầu làm nhá. Tôi sẽ cho một cái sự kiện số mới của một cái ảnh là chạy bằng cách là tôi chọn từ 1 đến 10, 15 bằng F6. Từ 15 đến 40, 45, tôi F6 lần thứ hai. Từ 45 đến lại 60 tôi F6 lần thứ ba. Tại sao tôi lại chọn 4 cái giá trị này? Bởi vì tôi giải thích nhỉ, cái giá trị đầu tiên tôi cần phải nhanh để tôi xuất hiện cái ảnh. Sau khi xuất hiện ảnh xong thì tôi phải cho khách hàng nhìn. Khách hàng nhìn đây chính là khoảng cách từ 15 đến 45, là khách hàng phải nhìn được cái nội dung tôi đang nói là cái gì. Sau khi nhìn xong thì tôi sẽ làm sao? Phải biến mất để nhường cho một cái ảnh mới. Các bạn hiểu cái này chưa? Vậy thì sau khi đó thì tôi cần chọn chuột phải, tôi chọn clip. Đây tôi kết nối lại, tôi kết nối lại cái khoảng không đã. Được chưa? Nào, vậy thì vừa rồi tôi có chia sẻ cho bạn là để muốn tạo ra alpha cho đối tượng thì có phải bước 1 là chọn vào điểm đúng không ạ? Bước 2 chọn vào hình đúng không ạ? Bước 3 chọn vào property thì ở đây nó sẽ có một cái color effect thì chúng ta chọn alpha thì có phải cái này bằng không không? Bạn nhìn này, từ 0 này, kéo này, sẽ rõ dần này. Xong rõ dần thì đoạn này có cần phải để cho khách hàng nhìn đúng không ạ? Khách hàng nhìn xong thì có phải mờ đi để cho ảnh mới chuyển động ra không ạ?
Ok, vậy thì tôi chọn điểm cuối cùng, tôi lại chọn vào đây, tôi lại chọn vào color effect như bình thường. Bước 1 chọn vào điểm, bước 2 chọn vào hình, bước 3 chọn vào color effect thì chúng ta sẽ tạo ra từ đó. Còn nếu ngoài chúng ta ấn vào Ctrl Enter thì chúng ta đã có cả nhà từ mờ đến rõ và từ rõ đến mờ. Hiểu cái này chưa? Ok, chúng ta sẽ lập ra một layer thứ hai. Em ghi đi cách quản lý layer thứ hai như sau. Nào, để muốn tạo ra banner số 2, chúng ta sẽ tích vào đây. Tích vào là cái biểu tượng giống như là tạo ra một cái giống Photoshop hay tạo layer mới ấy, thì em cũng có một cái biểu tượng giống nhảy trên Animate, em tích vào đây một cái thì tạo ra layer số 2. Và cái layer số 2 này nó không có một cái đối tượng nào cả, nên các bạn có nhìn lên nó có biểu tượng chấm không? Không đúng không ạ? Thì các bạn nhìn này, lúc này tôi sẽ bật bảng lên rồi kéo cái ảnh số 2 ra. Ảnh số 2 tôi ở đây, tôi kéo ra như này đúng không ạ? Nó lại bị sao ạ? To đúng không? Lại ấn vào Ctrl K, lại căn bằng ngang, căn bằng dọc, căn bằng trên, căn bằng dưới. Thế là bằng nhau chưa? Nhưng các bạn có đồng ý với tôi là cái layer 2 của tôi đang xuất phát từ vị trí số 1. Thì giống như là các bạn nhìn này, vị ở dưới thì vẫn đang chuyển động, thì cái này chen như này thì các bạn có nhìn được không ạ? Một thằng nó chen lên rồi, một cái ảnh chen luôn rồi thì làm sao nhìn được đấy? Bạn có nhìn được cái chuyển động dưới không ạ? Không đúng không? Nên cái vị trí xuất phát là vị trí cực kỳ quan trọng. Em biết vị trí xuất phát không? Có nghĩa là em có thể đánh giá vị trí này nó phải kết thúc ở chỗ 45 này, nó phải xuất phát từ 45 thì có phải là tôi nhìn được chuyển động này không ạ? Em hiểu cái này chưa đã? Vậy người ta mới nói là nguyên tắc của một chuyển động là cứ kết thúc một chuyển động cũ thì nó sẽ nối tiếp một chuyển động mới. Vậy nối tiếp đến nó phải nằm trên layer gì? Trên layer 2. Rồi nối tiếp của chuyển động thứ 3 thì phải nằm trên layer số 3. Thì bạn nhìn này, vậy thì vị trí xuất phát này có đúng không? Không đúng không? Vậy tôi được quyền cầm đối tượng, tôi kéo vào đây, tôi kéo đến vị trí này đúng không ạ? Nhìn này chưa? Nào ok, bắt đầu tôi lại thực hiện giống như ở dưới. Bước 1 tôi tích vào đây là F6. Tôi cầm cái thanh gạt tôi kéo sang bên này. Tôi từ đây đến đây tôi sẽ ấn F6. Kết. Từ đây đến đây tôi lại ấn F6 tiếp theo. Được chưa? Vậy thì cái 4 mốc này có giống 4 mốc đầu tiên không ạ? Nhưng nó chỉ khác nhau về mặt là xuất điểm xuất phát ông ở đâu thôi. Đúng chưa? Nó giống hệt nhau mà. Thì lúc này tôi sẽ làm chuyển động như sau. Tôi kết nối chuyển động của giá trị đầu tiên, tôi kết nối giá trị chuyển động thứ hai, và tôi kết nối giá trị số 3. Nhìn chưa? Vậy lúc này các bạn có đồng ý với tôi là ở vị trí số 45 thì có phải là cái hình đầu tiên, đây tôi sẽ, cái hình đầu tiên là nó đang rõ từ cái chuyển động mờ không ạ? Vậy bây giờ tôi sẽ làm cái chuyển động D2 từ mờ rõ thì phải tích vào điểm số 1. Tôi chọn vào hình, tôi chọn vào color effect thì có phải là cái này sẽ mờ đi như này không ạ? Em nhìn này, ông D2 thì là từ mờ đến rõ, còn ông lên một là từ rõ đến mờ, vậy thì có phải đã thay đổi nhau không ạ? Có hiểu cái này không ạ? Tại sao tôi phải đặt nguyên lý là hai cái này nó phải chồng với nhau ở vị trí đấy, giao thoa lẫn nhau, và một ông mờ hết đi thì ông kia là rõ nhất. Người ta gọi là chuyển hình nha em. Hiểu cái này chưa? Slide đấy. Và sau khi em chuyển động như này thì có phải nó sẽ xuất hiện không ạ? Và xuất hiện này thì quay trở về cái cũ, đoạn này là đoạn dành cho khách hàng, và đoạn này lại là đoạn gì? À lại đoạn này là đoạn nhìn, đúng không? Đoạn này là phải đoạn gì? Là mờ đi. Lại chọn vào color effect như bình thường. Ok, hiểu cái này chưa? Ctrl Enter, chúng ta sẽ có được cái giá trị chuyển động của hai hình. Thấy làm slide chỉ cần đơn giản như này thôi. Nhưng em có thấy là nếu mà chúng ta làm được slide như này thì có phải khi mà chúng ta up lên Facebook thì có nhiều sự kiện không ạ? Bởi vì cái sự kiện nó chỉ nằm trong cái ảnh thôi mà. Giảm giá 2%, giảm giá 5%, giảm giá 60% thì đấy là việc của chúng ta. Các bạn hiểu cái này rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một giá trị tiếp theo, đó là chúng ta lập ra một layer thứ ba. Thì layer 3 thì có phải là ảnh số 3 không em? Thì ở trong cái phần animate nó có một tính năng là đọc điểm mốc xuất phát, không phải kéo nữa mà chúng ta tích vào đây nhìn thấy chưa? F7 chính là đánh dấu mốc xuất phát của vị trí đấy. Em ghi đi, F7 đánh dấu mốc xuất phát. Nào, đánh dấu mốc xuất phát, nhìn chưa? Vậy tôi tích vào đây, được chưa? Tôi ấn vào F7 thì các bạn có thấy là có mốc mình phải không ạ? Thì bây giờ tôi mới chơi một tròn là tôi kéo cái ảnh số 3 ra, đây là ảnh số 3, tôi kéo phát ra như này thì các bạn có thấy tự nhiên đánh dấu ở đây không ạ, mà không phải cần phải kéo không ạ? Em hiểu cái này chưa? F7 là đánh dấu mốc xuất phát của cái ảnh đó,
Nên tránh trường hợp nếu bạn không đánh dấu này thì bắt đầu từ một bạn lại phải mất công kéo, mà trong khi đó sau này tôi dùng 1.000 cái ảnh sao kéo lên chết, đúng không ạ? Vậy thì sau khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl K tiếp theo và lại căn vào giữa đây, ngang dọc bằng trái bằng phải, xong chưa? Thì lúc này chúng ta lại kéo sang đây, à cũng thông thường như vậy, chúng ta lại ấn vào đây là F mấy, F6, tích vào đây lại F6 và tích vào đây là F6, được chưa? Kết nối chuyển động, chuột phải chọn vào Classic Twin, chuột phải chọn vào Classic Twin và chuột phải chọn vào Classic Twin đây. Thì sau khi mà em chọn xong thì em chọn vào đây, tích vào ảnh và chọn vào Alpha, thì có phải cái này lại trở về không ạ? Cái này lại chọn vào điểm cuối cùng là chọn về không ạ? Thì Ctrl Enter bạn đã có 3 cái slide chuyển động rồi. Đây chỉ là ảnh slide chuyển động thôi. Em hiểu cái này chưa? Rồi ok. Và sau khi đã làm xong được 3 cái ảnh thì chắc chắn bạn sẽ làm được 4 cái ảnh. Thì lúc này tôi mới tạo ra một cảm giác về thị giác. Tạo ra cảm giác về thị giác bằng cách nào? Bởi vì khi em làm chuyển động mà em chỉ mờ đến rõ thì nó vẫn bị buồn. Nên em có vừa rồi tôi có dạy cho các bạn một chiêu thức là làm to nhỏ, đúng không ạ? Là bạn nhìn này, tôi thích vào giá trị đầu tiên. Đây có phải là cảnh đầu tiên nhà không? Tôi muốn to ra được không? Quy này, to như này được không ạ? Nhìn to chưa? Vậy tôi đang chuyển động là từ gì? To, mờ. To nhưng bị mờ. Đến rõ nhưng lại bé. Hiểu cái này không ạ? Và tôi ấn vào Ctrl Enter này, nhìn này. Các bạn nhìn này, kéo này. Các bạn thấy nó chuyển động vào trong không? Vậy thì bạn sẽ thấy nó có một sự khác biệt. Thấy chưa? Nó khác hơn là từ rõ đến mờ, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, cái điểm cuối cùng của cái ảnh này tôi có thể phóng to ra được không ạ? Là Ctrl Enter. Thấy chưa? Nó có sự khác. Sau đó tôi cũng chọn một cái ảnh phía trên, tôi sẽ làm sao? Từ to thu nhỏ lại thì có phải là như này, nó sẽ như này này. Em nhìn thấy chưa? Nó sẽ thay đổi vị trí của nhau, Ctrl Enter. Bạn sẽ thấy điều xảy ra như này. À rồi, cũng khá là thú vị rồi. Tiếp tục, tôi sẽ kéo sang bên tay phải. Tôi thích vào đây, tôi phóng to được không ạ? Tôi chọn một điểm mà. Và tôi chọn điểm trên thì cũng là to ra. Thấy chưa? Và chúng ta tiếp tục chọn sang bên cuối cùng, nó sẽ là cái này. Hết rồi, bây giờ thì bạn sẽ nhìn thấy đây chính là một chuyển động của một cái banner. Thấy chưa? Nó có sự khác biệt. Mà nó không bị buồn nữa, bởi vì mình phải làm cho nó không bị buồn. Chính xác chưa? Thì đây chính là bài học cơ bản đầu tiên của việc làm quảng cáo động. Nó chỉ dành cho những cái đối tượng làm banner slide thôi. Thế thì hy vọng là các bạn sẽ giúp ích cho các bạn trong cái bài tập đầu tiên đó làm quảng cáo động. Buổi sau tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức, đó là liên quan đến về tổng hợp quảng cáo động như nào để làm ra một cái giá trị sản phẩm từ đầu cơ nhá.